Lào, Indonesia, Việt Nam củng cố vị thế ông vua Đông Nam Á, ông Park quá khiêm tốn. Từ Bola, Indonesia đã dành những lời có cánh cho U23 Việt Nam và huấn luyện viên Park Hang. Xeo sau khi đội tuyển Đức này thua U23 Việt Nam 0-3 ở SEA Games 31. Sau trận U23 Việt Nam thắng đậm U23, Indonesia 3 không ở lượt trận mở màn SEA Games 31 đêm qua, mùng 6 tháng 5. Từ Bola, Indonesia, rất thích, huấn luyện viên Park Hang Seo tỏ ra khiêm tốn sau khi Việt Nam đánh bại U23 Indonesia 3-0 tại SEA Games 2021. Bola mở đầu bài viết, Việt Nam đã thắng U23 Indonesia với tỷ số 3-0 trong buổi tiệc đầu tiên của bảng E SEA Games 2021 tại sân vận động Việt Trì, Phú Thọ đêm thứ 6 mùng 6 tháng 5 năm 2022. Việt Nam đã củng cố vị thế là ông vua của khu vực Đông Nam Á. Đội bóng có biệt danh những chiến binh sao vàng đã ghi được bàn thắng vào lưới U23 Indonesia. Huấn luyện viên trưởng Việt Nam, ông Park Hang-seo đã tỏ ra khiêm tốn sau khi đánh bại U23 Indonesia. Kiến trúc sư người Hàn Quốc cũng gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ ngồi chật kín sân Việt Trì. Bola dẫn lời phát biểu của huấn luyện viên Park Hang-seo sau trận đấu. Người ta thường nói kết quả là quan trọng nhưng quá trình còn quan trọng hơn. Trận đấu đầu tiên rất khó khăn với Việt Nam. Tuy nhiên, các cầu thủ đã cố gắng hết sức. Tôi cảm ơn người hâm mộ đã đến sân hôm nay để cổ vũ cho các cầu thủ. Sắp tới, chúng tôi còn 3 trận ở vòng bảng SEA Games 31. Tôi chắc chắn các cầu thủ Việt Nam sẽ giành được kết quả tốt hơn. Bình luận về diễn biến trận đấu, Bola nhận định Việt Nam gặp khó khăn trong việc xuyên thủng khung thành U23 Indonesia trong hiệp 1. Tuy nhiên, tình hình đã thay đổi chóng mặt trong hiệp 2. Golden Star Warrior đã ghi được đến 3 bàn thắng. Nguyễn Tiến Linh ghi bàn mở tỷ số vào lưới U23 Indonesia ở phút 55. Hai bàn còn lại được ghi do công của Đỗ Hùng Dũng phút 74 và Lê Văn Đô phút 88. Huấn luyện viên Park Hang-seo cho rằng thể lực của U23 Indonesia giảm sút sau phút 60. Điểm yếu này đã được các cầu thủ Việt Nam tận dụng rất tốt. Huấn luyện viên Park Hang-seo nói thêm, sau phút 60 của trận đấu này, tôi cảm thấy thể lực của đối thủ giảm sút. Chúng tôi đã chơi tốt trong hiệp 1. Tôi nói với các cầu thủ hãy cố gắng duy trì sự tập trung. Báo Indonesia rút ra 4 bài học cho đội nhà sau trận thua đau trước U23 Việt Nam. Từ Bola cho rằng người hâm mộ Indonesia nên đặt kỳ vọng thấp hơn ở DT U23 tại môn bóng đá Nam SEA Games 31. Cả U23 Việt Nam lẫn U23 Indonesia đều gặp nhiều khó khăn trong hiệp 1. Hàng thủ của U23 Indonesia có thể trụ vững trong hiệp đấu đầu tiên. Trong khi đó, U23 Việt Nam cũng bế tắc trong việc xuyên thủng hàng phòng ngự U23 Indonesia, tác giả Grega Nuriksani viết trên tờ Bola Indonesia. Nhưng sau đó, một khoảng trống trong hàng thủ của chúng ta dần lộ ra. Chung cuộc, U23 Việt Nam đã hạ gục U23 Indonesia với tỷ số 3-0. Bài học nào thể rút ra từ trận thua này? Hãy cùng BOLA.com đánh giá lại trong bài viết dưới đây. Tác hại của sự thiếu vắng mang tên Asnawi. Ký giả Nuriksani phân tích hành lang phải của hậu vệ Rio Fabi chính là điểm yếu lớn nhất nơi phòng tuyến của U23 Indonesia. Ở trận gặp U23 Việt Nam, U23 Indonesia thiếu vắng hai trụ cột là hậu vệ biên phải Asnawi Mangkolam và trung vệ Elkan Bagot. Vì vậy, huấn luyện viên Sinte Iong buộc phải xếp Rio Fabi đã ở vị trí hậu vệ cánh phải thay cho Asnawi. Lúc đầu, mọi thứ có vẻ ổn. Tuy nhiên, ở một vài thời điểm trong hiệp 1, vị trí của Rio đã bị Lý Công Hoàng Anh xuyên thủng. Ngay sau đó, U23 Việt Nam lập tức nhận ra đây chính là phần sân mà họ có thể khai thác, Nuriksani nhận định. U23 Việt Nam cũng thường xuyên nhắm vào khu vực trục dọc bên phải của U23 Indonesia. Bàn thắng đầu tiên của họ cũng xuất hiện ở khu vực này. Nhiều khả năng, nếu có Asnawi thì mọi chuyện đã khác. Nhưng Rio không cần phải cảm thấy nản lòng. Thất bại trước U23 Việt Nam có thể trở thành một bài học đắt giá cho anh ấy. Chất lượng của hàng tiền vệ U23 Indonesia chưa phải tối ưu. Trong trận đấu diễn ra trên sân vận động Việt Trì, U23 Indonesia ra sân với hàng tiền vệ gồm có 3 cái tên Ricky Kamboja, Mark Klopp và Jackmat Irianto. Bộ ba này được kỳ vọng sẽ trở thành một hàng tiền vệ toàn diện, đặc biệt là với Kamboja và Irianto. Sự kỳ vọng ấy trở nên cao hơn sau khi fan Indonesia chứng kiến màn trình diễn của họ ở AFF Cup 2020, Nuriksani cho biết. Nhưng thật không may, sự xuất hiện của Kamboja, Irianto cộng thêm với club đã không thể nâng chất lượng của tuyến giữa U23 Indonesia lên mức tối ưu. Những đợt lên bóng của đại bàng Garuda thường bị đứt gãy trước khi chúng ta kịp xâm nhập vòng cấm của U23 Việt Nam. U23 Việt Nam cũng gặp khó khăn trong việc xây dựng lối chơi tấn công khi phải đối mặt với hàng phòng ngự của huấn luyện viên Park Hang-seo. Ngoài việc chỉ trích ba gương mặt ở khu trung tuyến, theo sự phân tích của Nuriksani, hai hành lang biên của U23 Indonesia cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Hai cầu thủ chạy cánh cũng không hoàn thành tốt nhiệm vụ của họ. U23 Indonesia gặp khó khăn trong khâu sáng tạo ở cả biên trái lẫn phải. Rio phải và Sardin trái cũng không tích cực tham gia hỗ trợ phòng ngự.
U23 Indonesia vẫn còn những sự lựa chọn khác về mặt chiến thuật. Ở lượt trận đầu tiên ở bảng A gặp U23 Việt Nam, U23 Indonesia đã chơi quả cảm. Huấn luyện viên Shin Tae-yong sử dụng đội hình 4-2-3-1 hoặc 4-3-3. Ở hiệp 1, U23 Indonesia vẫn có thể cầm cự. Nhưng sang tới hiệp 2, đại bàng Garuda đã sụp đổ khi hàng phòng ngự của chúng ta bị thâm nhập từ nhiều khu vực khác nhau, Nurik Sani khẳng định. Trong khi trước đó, khi gặp Việt Nam ở bảng B AFF Cup 2020, Indonesia đã chơi với hệ thống 541 để thực dụng. Kết quả là Việt Nam không thể xuyên phá phòng tuyến của chúng ta. Trận đấu khép lại với tỷ số hòa không bàn thắng. Sau trận đấu ở vòng bảng SEA Games 31 vừa rồi, Việt Nam vẫn cho thấy họ quá mạnh so với Indonesia. Đó là điều quá rõ ràng. Có lẽ huấn luyện viên Shin Tae-yong nên sử dụng lại lối chơi phòng ngự thực dụng trong những trận đấu sắp tới nếu phải chạm trán với Việt Nam. Phán Indonesia nên hạ thấp kỳ vọng. Như tôi đã khẳng định ở phần trước, chúng ta buộc phải thừa nhận rằng trình độ của U23 Việt Nam đang rất chênh lệch nếu so sánh với U23 Indonesia. Chúng ta vẫn còn một chặng đường rất dài phía trước. Indonesia bắt buộc phải vượt qua hành trình ấy nếu muốn sánh ngang tầm với đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo, Nurik Sani bày tỏ quan điểm. Như vậy, sự kỳ vọng vào U23 Indonesia ở SEA Games 31 nên được hạ xuống. Chúng ta có thể đi được chặng đường dài, nhưng giành huy chương vàng là điều khá khó khăn. Hơn nữa, Việt Nam cũng là nước chủ nhà của kỳ SEA Games này.